Thiền sư mang lại hạnh phúc cho mọi người với bộ não trẻ hơn 8 tuổi. Vị thiền sư dưới đây được mệnh danh là bậc thầy về thiền định và là một trong những người hạnh phúc nhất thế giới. Đó là Yungay Mingyu Rinpoche. Ông đã tham gia một thí nghiệm vào năm 2002 và nghiên cứu này đã khiến các nhà khoa học vô cùng ngạc nhiên. Trong thí nghiệm này, các nhà khoa học đã đo chỉ số hạnh phúc từ sóng não của ông trong quá trình thiền định. Kết quả cho thấy rằng một chỉ số quan trọng trong sóng não của ông cao hơn 700% so với người bình thường, một con số đáng kinh ngạc. Dữ liệu sau khi đưa ra đã khiến các nhà khoa học nghi ngờ rằng có thể thiết bị đã bị lỗi. Họ đã phải kiểm tra lại toàn bộ hệ thống, nhưng cuối cùng hệ thống đã được xác nhận rằng nó hoàn toàn bình thường. Hãy cùng chúng tôi theo dõi hết video ngày hôm nay để xem cuối cùng việc gì đã xảy ra khiến họ kinh ngạc như vậy. Vị yogi này đang ở trạng thái thiền định và thể hiện một trạng thái tinh thần hạnh phúc. Các nhà khoa học đã nghiên cứu rằng những gì đã được quan sát là dao động gamma trong não. Đó là một làn sóng não rất nhanh. Nó cũng xuất hiện ở những người bình thường, nhưng chỉ xảy ra trong một thời gian ngắn, chưa được một giây, với biên độ không lớn lắm. Tuy nhiên, theo quan sát, những làn sóng gamma của vị yogi này trong lúc thiền định có tín hiệu rất mạnh. Chúng được đồng bộ hóa cao và tồn tại trong một thời gian dài, trong suốt quá trình thiền định. Xét từ quan điểm khoa học, có những hiện tượng khiến các nhà khoa học không thể tin vào mắt mình. Nhóm các nhà nghiên cứu này được dẫn đầu bởi Richard Davidson, nhà tâm lý học tại Đại học Wisconsin, Madison, còn khám phá ra một điều bất ngờ sau khi thực hiện thí nghiệm quét não của Yungay Mingyu Rinpoche trong hơn 14 năm, bắt đầu từ năm 2002. Kết quả này sẽ được so sánh với kết quả của 105 người lớn cùng độ tuổi. Những người này được theo dõi và kiểm soát liên tục để các nhà nghiên cứu có thể biết được lão hóa não bình thường trông sẽ như thế nào. Bởi theo nhiều nghiên cứu trước đây, thiền về mặt khoa học đã được chứng minh rằng nó thực sự có khả năng thay đổi não bộ. Nhưng Davidson muốn có những bằng chứng cụ thể hơn. Ví dụ như các bản quét não thông qua sự hỗ trợ của vị tu sĩ này. Họ phát hiện ra rằng sau hơn 60.000 giờ thiền định, não bộ của vị tu sĩ này trẻ hơn 8 tuổi so với tuổi thật. Nghĩa là nó đã chậm lão hóa hơn so với bộ não khác rất nhiều. Vị hành giả này sinh năm 1975 tại một ngôi làng nhỏ thuộc dãy Himalaya gần biên giới của Tây Tạng và Nepal. Ông đã thể hiện tài năng học tập tuyệt vời từ khi còn nhỏ. Trong những năm tháng tuổi thơ đầu đời, ông đã phải trải qua những khủng hoảng khiến bản thân không còn hứng thú với việc tiếp xúc với mọi người xung quanh, cũng như nhìn cuộc sống bằng một màu xám xịt. Nhưng từ năm 9 tuổi, bằng con đường thiền định, ông đã tự mình vượt qua những cơn hoảng loạn này. Ngoài việc học, vị thiền sư này cũng đã hoàn thành nhiều đợt thiền định khá dài và tiếp tục nhận quán đỉnh của nhiều đạo sư vĩ đại. Năm 17 tuổi, ông được bổ nhiệm làm đạo sư của phòng nhập thất. Việc này đã giúp ông trở thành bậc thầy nhập thất trẻ tuổi nhất tại thời điểm đó. Mặc dù có xuất thân giàu có, mẹ của ông là hậu duệ của hai vị vua Tây Tạng là Somsen Gampo và Chiso Deusen. Bốn anh trai của ông cũng là người có tên tuổi lớn, nhưng ông ấy không cần một cuộc sống dựa dẫm vào nền tảng của gia đình mình. Ông muốn theo đuổi một trạng thái và ý nghĩ cao hơn. Vào một buổi sáng tháng 6 năm 2011, một hướng dẫn viên phòng tập yoga đã gõ cánh cửa trong tu viện Bodh Gaya của vị hành giả này ở Ấn Độ, nhưng không nhận được phản hồi. Sau khi bước vào phòng, họ rất ngạc nhiên khi thấy đó chỉ là một căn phòng trống, và trên nền chỉ để lại một bức thư. Nội dung bức thư chỉ thể hiện mong muốn của ông, đó là trở thành một hành giả ẩn cư. Thời gian và địa điểm khởi hành chưa được xác định, nhưng ông ấy sẽ thiền ở bất cứ nơi đâu trên dãy Himalaya này. Ông không mang theo tiền hay tài sản, thậm chí còn không mang theo hộ chiếu, điện thoại di động hay bàn chải đánh răng. Trong thư, vị hành giả này đề cập, từ nhỏ ông đã có ước nguyện nhập thất tu hành và khao khát được đi khắp nơi. Ông mong những người luôn dõi theo mình đừng quá lo lắng và nói rằng sẽ gặp lại họ sau vài năm nữa. Tuy nhiên, trong vài năm tới đây, sẽ không ai biết được nơi ở của ông và ông cũng không thể liên lạc lại với gia đình. Nơi ông đến là một hang động xa xôi nằm trên dãy Himalaya. Ông phải mất 5 ngày để đi bộ đến đó. Ông dành riêng hang động này cho việc thiền mỗi ngày. Tuy nhiên, trong vài tuần đầu tiên của khóa nhập thất, ông Mingyu Rinpoche đã có một trải nghiệm cận tử khiến bản thân không thể nào quên. Nguyên nhân là do ông hái rau rừng ở trên núi
và không nhận ra được trong loại rau này có chứa kịch độc. Ông đã ăn nó trong bữa ăn và ngộ độc khá nặng. Phải mất vài ngày sau, sức khỏe của ông mới có thể phục hồi. Vượt qua trải nghiệm sâu sắc này đã khiến ông nhận ra sự quý báu của cuộc sống và ý nghĩa của sự tu tập. Sau hơn 4 năm nhập thất, ông Mingyur Rinpoche đã trở lại tu viện vào tháng 11 năm 2015. Khi nhìn lại kinh nghiệm tu tập trong khoảng thời gian này, ông ấy đã nói rằng việc tu tập trong các hang động ở Himalaya giúp ông cảm nhận được sự bình yên. Việc được sống gần gũi với thiên nhiên giúp ông nhìn thấy được sự thuần khiết và vẻ đẹp của tự nhiên. Ông ấy có thể nghe thấy tiếng chim hót, tiếng suối chảy, tiếng gió thổi. Thỉnh thoảng những âm thanh của mưa lớn sẽ lấp đầy hang động. Những âm thanh tự nhiên đầy yên bình và đẹp đẽ khiến ông cảm thấy trong tâm mình bình tĩnh và thoải mái hơn. Ngoài nền tảng rộng lớn của mình trong thiền và triết học Phật giáo, ông còn dành sự quan tâm cả đời cho tâm lý học, vật lý học và thần kinh học. Ngay từ khi còn nhỏ, ông đã bắt đầu một loạt các cuộc thảo luận không chính thức với nhà thần kinh học nổi tiếng Francisco Valera, người đã đến Nepal để học thiền với cha của mình là Tunku Uyên Rinpoche. Nhiều năm sau đó, vào khoảng năm 2002, Mingyur Rinpoche và một số các thiền sinh tu tập dài hạn khác đã được mời đến phòng thí nghiệm Wiseman làm thí nghiệm về hình ảnh và ứng xử của não bộ tại Đại học Wisconsin theo yêu cầu của Đức Đạt Lai Lạt Ma. Ông cũng là một tác giả nổi tiếng thế giới với cuốn sách Sống một đời vui. Quyển sách này ra đời như một công việc khá đơn giản là sắp xếp những bài giảng trước công chúng của ông thành một bản thảo tương đối hợp lý. Ông Mingyur Rinpoche cảm thấy rất may mắn khi mang quyển sách này đến với mọi người. Và hơn thế, nó trở thành quyển sách bán chạy nhất thế giới trên tờ New York Times, sau đó còn được dịch sang 20 thứ tiếng. Tháng 1 năm 2016, ông lại một lần nữa bắt đầu khóa nhập thất thứ hai với gần một tháng an cư ngắn hạn. Mingyur Rinpoche rất được yêu mến vì ông đặc biệt dễ gần, cách giảng dạy cũng dễ hiểu và thú vị. Phong cách giảng dạy của ông được ảnh hưởng sâu sắc bởi khoa học kết hợp với trí tuệ cổ xưa của Tây Tạng, làm cho mọi người dễ dàng chấp nhận, cảm nhận được nhiều năng lượng tích cực. Cái tên Mingyur Rinpoche đã để lại ấn tượng sâu sắc khó phai trong tâm trí của mọi người. Khiếu hài hước của ông làm cho mối quan hệ giữa ông và học sinh trở nên thân thiết và thoải mái. Mọi người luôn nhìn thấy ông với nụ cười vui vẻ thường trực trên môi. Như ông đã nói, hạnh phúc không đến từ những điều kiện bên ngoài, mà đến từ sự bình yên và trí tuệ bên trong. Một trong những niềm đam mê lớn nhất của ông Mingyur Rinpoche là đem thực hành thiền đến với mọi người ở tất cả các địa vị trong xã hội. Ông đã, đang và làm việc cùng với những người chuyên nghiệp từ các ngành nghề khác nhau để làm cho hoạt động thiền định nhập thất thích nghi trong nhiều bối cảnh khác nhau, bao gồm bệnh viện, trường học, nhà tù và đào tạo lãnh đạo. Ông đang nỗ lực phát triển các chương trình để đào tạo các trợ giáo và các cố vấn viên để giảng dạy thực hành thiền trong nhiều bối cảnh khác nhau. Thiền sư Yon Gay Mingyur Rinpoche với rất nhiều cố gắng đã cho chúng ta thấy rằng hạnh phúc là một dạng lựa chọn. Sự tỉnh thức của trái tim và nhận biết mối quan hệ của chúng ta với những người xung quanh là con đường tốt nhất dẫn đến niềm vui. Nếu thấy video này ý nghĩa với bạn, đừng quên chia sẻ video cho bạn bè và người thân. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Chúc bình an đến tất cả các bạn.